quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chào đón Maracone cùng với hoa hậu và vũ trang Hồng Châu đến với đại đạo của Alabama vì mình được hòa cùng nhau. Thảm đỏ của Alabama International Fashion Week
Lần thứ 15 tổ chức này với một chủ đề hết sức ý nghĩa, đó chính là kiến tạo tương lai. Chắc chắn rằng ban tổ chức sẽ mang đến những thông điệp vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đó. Còn bây giờ đây thì xin được mời quý vị hãy cùng đến với không gian thảm đỏ trước khi chương trình của chúng ta chính thức khai mạc để cùng gặp gỡ với những nhân vật rất là nổi tiếng. Và chắc chắn rằng họ cũng sẽ gửi đến những thông điệp về thời trang thông qua những bộ trang phục mà mình mặc trên mình. Bây giờ đây thì xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón một gương mặt hết sức quen thuộc với những người yêu thời trang. Xin được giới thiệu siêu mẫu diễn viên Anh Thương. Lần thứ nhất ngày hôm nay thì siêu mẫu diễn viên Anh Thương đang đến tham dự chương trình cùng với con trai của mình. Thank you.
sự rất là lộng lẫy với những bộ trang phục của ngày quốc tế như Thanh Hòa đến tham dự lễ khai mạc của Aquafina Việt Nam International Tàu Thuyền Việt. Tôi xin được chào đón người đẹp tài năng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Thế
nhịp ngàn đi dọc. Và lúc này chúng ta xin được chào đón những vị khách quý đến từ tài trợ Phoenix đến với Awafina Visa International Passing Week. Và vào lúc này thì tôi và Phí Linh sẽ quay trở lại với nhiệm vụ của chúng tôi trong lễ khai mạc. Và suốt 15 mùa vừa qua, 15 mùa tính ra thật ra là 10 năm thưa quý vị, 10 năm tôi đã đứng ở vị trí này rồi. Anh nghĩ năm nay sẽ có một sự thay đổi nha.